Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cư sĩ Dâm cùng toàn thể đại chúng, giờ cô có câu hỏi hỏi dùm cho một cái Phật tử, đó là kính bạch thầy Diệu Âm, cho con hỏi dùm một câu hỏi cho mẹ con, đó là thưa thầy, con hiểu như thế nào cho đúng câu nói là niềm tin tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh, mẹ con yên tâm mà niệm Phật. Mẹ con có niềm tin sâu sắc, tin Phật sẽ không bỏ mẹ con. Mẹ con nói như cái cây nghiêng về hướng nào thì sau này sẽ nghiêng về hướng đó. Mẹ con là phàm phu mà không thể làm sao buông hết những công việc như nhà cửa, buôn bán, những công việc khác. Mẹ con chắc chắn có niềm tin là Phật không bỏ. Xin thầy Diệu Âm cho mẹ con lời khuyên ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không biết là người con và người mẹ có tham gia đường Zoom này không? Dạ, hình như có ạ. A Di Đà Phật. Tán tâm, loạn tâm, niệm Phật cũng được vãng sanh. Xin chư vị phải nghe cho kỹ ý nghĩa của lời này. Đây là lời nói của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Tán tâm, loạn tâm niệm Phật là khi chính người đó có niềm tin sâu sắc vững vàng và ước muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tha thiết, quyết lòng vãng sanh thì mới được ở trong cái diện tán tâm loạn tâm niệm Phật mà được vãng sanh. Tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh, có nghĩa là trước khi xả bỏ báo thân, ta bị nghiệp chướng đánh phá cho đến tán tâm, cho nên loạn tâm, cho nên đau đớn quằn quại trên giường, nhưng ta vẫn quyết lòng niệm Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh, không than không vãn, không thở không lo, không sợ không sợ, thì mới được vãng sanh. Phải hiểu cho rõ điều này. Nếu mình trong lúc tán tâm, loạn tâm mà mình lo sợ, mình thực sự loạn luôn, không niệm câu A-di-đà Phật được, không nguyện vãng sanh được, thì không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy một người tán tâm, loạn tâm, nếu thực sự đã có niềm tin vững vàng và sức nguyện vãng sanh Tây Phương rất là tha thiết, nhờ ban hộ niệm người ta dìu dắt nâng đỡ mình, nương theo đại chúng mình niệm A Di Đà Phật chân thành, nhờ cái tâm lực mạnh mẽ vượt qua nghiệp lực, mình mới được vãng sanh. Như vậy thì bây giờ hỏi người mẹ này, người mẹ thực sự có tin chưa? Tin thì xin vỗ tay. Thực sự có nguyện vãng sanh chưa? Theo như câu hỏi, Diệu Âm nghĩ rằng người mẹ này hình như chưa thực sự muốn vãng sanh. Vì sao vậy? Vì không buông chấp thế tình xuống, vì còn luyến lưu con cái, vì còn tham nhà tiếc của,
thì coi chừng cái tham nhà tiếc của mạnh hơn tham đường vãng sanh. Vì cái chấp vào con cái mạnh hơn cái chấp trở về Tây Phương Cực Lạc. Vì niềm tin mình buông tầng bán táo gì đó, kiếm tiền để xây dựng sự nghiệp gì đó mạnh hơn niềm tin, niệm câu A Di Đà Phật, coi chừng bị trở ngại. Cho nên xin chư vị phải nghe lời tổ, phải nghe cho rõ ràng. Ngài nói người nào tin sâu nguyện thiết là tha thiết nguyện vãng sanh, tất cả những cái tha thiết đó trở nên phụ thuộc. Hằng ngày chúng ta đói, đói thì phải ăn, thì ăn để sống. Có nhiều người lại sống để mà ăn, đây là điều vô cùng tai hại. Cho nên xin các bà mẹ hãy chú ý cho kỹ, là nếu mình lý luận rằng cây nghiêng phía nào sau cùng đổ phía đó, mình tưởng rằng là một ngày mình niệm vài câu A Di Đà Phật nghĩ về Tây Phương, mình lại nghĩ rằng là tâm mình đang nghiêng về Tây Phương, trong khi hai mươi mấy tiếng hồ qua chúng ta tham chấp thế tịnh, tại sao chúng ta không nghĩ là tâm chúng ta đang nghiêng vào chuyện thế tịnh? Chúng ta còn thương con nhớ cháu, tại sao chúng ta không nghĩ là tâm chúng ta đang nghiêng về chuyện thương con nhớ cháu? Chúng ta đang nghĩ về chuyện thế gian, danh văn lợi dưỡng nó, tại sao chúng ta không nghĩ là tâm chúng ta đang nghiêng về cái danh văn lợi dưỡng của thế gian? Chính vì thế mà xin các cụ khi nghĩ rằng là tâm cây nghiêng về phía nào thì sau cùng mình nghiêng về nó, hãy tự xót lấy mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, tâm mình đang nghĩ gì nhiều nhất? Tâm mình đang lo lắng gì nhiều nhất? Tâm mình đang nhớ gì nhiều nhất? Thì tâm mình đang nghiêng về hướng đó. Khi một cơn bão loạn nổi lên, tượng trưng cho cái lúc bệnh mà chết đó, coi chừng đang ngã về hướng đó. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải cố gắng thành tâm niệm Phật, kết hợp với đại chúng, ngày ngày cộng tu với nhau, hỗ trợ tích cực cho nhau, nhờ đại chúng khuyên nhắc mình, gỡ lần những mối rối, gỡ lần những sơ suất, thì cái cây của mình từ cái lúc mà nghiêng về chuyện thế gian, chuyển lần nghiêng về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta mới hướng được là cái cây ngã về Tây Phương Cực Lạc, tâm chúng ta trở về Tây Phương thành đạo nhé. Thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, vô cùng là chúng con vô cùng là hoan hỷ, vì từ trước đến giờ rất là nhiều khi chúng con hiểu không được chính xác, niềm tin của mình rất là yếu mà ngồi